Cuối cùng thì Mỹ Tho cũng đã có Phúc Long rồi. Chúng ta sẽ không còn phải đi xa, hay tốn từ 15 đến 20 ngàn cho phí order nè. Cùng theo chân mình đi mua nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ăn Gì ở Mỹ Tho. Hiện tại mình đang ở ngã tư Chợ Cũ. Đi thẳng sẽ là đường Nguyễn Huỳnh Đức. Nghe tên chắc nhiều bạn sẽ thấy lạ đối với đường này. Vậy tiệm vàng Ngọc Thẩm ở Chợ Cũ chắc các bạn sẽ biết hen. Bạn chạy theo hướng Chợ Cũ như mình, bên tay phải sẽ là cái Winmart. Winmart nha mọi người, bởi vì Vingroup đã bán lại Winmart cho Masan rồi. Mấy bạn cứ đậu xe lên lề nha. Sẽ có mấy anh ở Phúc Long giữ xe cho mình. Mình sẽ order bên trái, sau đó thanh toán và qua bên phải đợi nước nha. Menu thì vẫn còn ít món lắm, topping thì nhiều loại chưa có. Nhưng cái món signature như trà sữa Phúc Long thì có nè. Vì những ngày đầu nên là khá là đông, cho nên bạn nào có thời gian từ 20 đến 30 phút thì nên mua nha. Của mình là đợi khoảng tầm 15 phút, nhưng mà nó vẫn rất đông mọi người ơi. Cuối cùng cũng đã tới được mình. Nè Ngọc Thẩm nè, Ngọc Thẩm nè. Chạy thẳng gặp đèn xanh đèn đỏ quẹo phải là ra cầu quay nha. Vẫn được đóng gói chỉnh chu và sạch sẽ. Để uống thử xem hương vị có giống Sài Gòn không nha. Mặc dù lượng khách đông, trà được pha liên tục, nhưng trà vẫn đủ độ thơm, độ đậm nhưng không chát, kết hợp thêm độ béo của bột kem và độ ngọt của sữa đặc, tạo nên hương vị đặc trưng của trà sữa Phúc Long. Màu trà sữa không đậm nhưng chất lượng thì đậm trà. Nhớ ăn gì trước khi uống nha, chứ không sẽ bị say trà đó. Trải nghiệm hôm nay của bạn thế nào, để lại comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối video. Bye bye.